Cuối tháng 8 năm 2019, nhà máy Rạng Đông đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn gây ra thiệt hại hàng trăm tỷ đồng. Bức tường phía sau nhà máy cũng bởi đó mà bị thiêu rụi phần nào. Rác thải, tờ rơi quảng cáo từ đó cũng được xuất hiện nhiều hơn. Hơn một năm trôi qua, đến nay, bức tường ấy đã được khoác lên mình một diện mạo mới mang nhiều thông điệp ý nghĩa. Sau khi bức tường của Phích Đức Rạng Đông này nó bị cháy ấy, thì Phích Đức Rạng Đông đã xây lại cái bức tường này, nhưng mà sau khi xây lại thì nó chỉ là một cái bức tường thô thôi. Cái rác tường với cả cái ô nhiễm môi trường khi mà người dân vứt rác dọc chân tường, bọn mình đã ra quân vệ sinh môi trường rất nhiều nhưng mà cũng không thể hạn chế được cái những cái hiện trạng đó. Đoàn thanh niên của chúng mình cũng đã bắt tay thực hiện cái công trình vẽ tranh tường này. Bức tường bích họa này có diện tích hơn 200 m² và là bức tường nghệ thuật có diện tích lớn nhất của quận Thanh Xuân. Các bức vẽ ở đây được chia thành 5 nội dung với nhiều ý nghĩa khác nhau, trong đó chủ yếu truyền tải về thông điệp bảo vệ môi trường. Tức là không riêng gì cô và tất cả người dân ở trong khu dân cư và người dân lưu thông trên đường, trên cái khu vực, cái đường, đoạn đường này đều là nhận thấy bức tranh này nó mang rất nhiều ý nghĩa và nó sẽ mang lại cho người dân có một cái cảm nhận về cái phong trào văn hóa xã hội và phong ý thức của người dân về bảo vệ môi trường. Gia đình tôi lại ở ngay trên mặt đường này, nhưng mà sau khi được các cháu bên đoàn phường tổ chức vẽ cho cái bức tranh của cái đoạn đường này, tôi cảm thấy là rất thích, nó rất có nhiều ý nghĩa. Nó làm cho cái người dân cảm thấy là mình được ở trong một cái môi trường, cái cảnh quan rất là đẹp. Thì tự nhiên nó có nâng cao được một cái ý thức, trách nhiệm đối với những môi trường của mình. Không còn những mảnh tường đổ nát hay tờ rơi quảng cáo, bức tường này giờ đây đã mang một diện mạo mới, sức sống mới. Những hình ảnh truyền cảm hứng về lối sống xanh được thể hiện sinh động, gần gũi. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên phường Hạ Đình tiếp tục thực hiện thêm một số dự án nghệ thuật trên các bức tường xung quanh phường nhằm nâng cao tối đa ý thức bảo vệ môi trường của người dân quanh khu vực.